94天. Ngày 94. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Vậy à, người bạn đó là người Việt Nam à? 这样啊, 那位朋友是越南人吗? ¿这样啊?那位朋友是越南人吗? ¿这样啊?那位朋友是越南人吗? Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Gọi mình Đức là được. Chào ủa á tớ chiều hảo. Ở đâu? Tại nả? Nhà mình chính là ở gần đây. Ủa cha chiều tại phủ chỉnh. Học ở trường đại học nào? Tại nả sổ đà xuế đú su. Cho mình số di động. Gây ủa số chi hào mã. Có dùng Facebook hay không? Dùng bú dùng liền su. Sau khi về, dùng từ chuy để biểu đạt phương hướng xa khỏi phía người nói. Khuế chủ ý khổ. Một chút việc nhỏ này. Rì điến xáo sử. Cho mình cà phê trà xanh đi. Cái uống lì trà cà phê bà. Thái độ phục vụ của chỗ này. Trở lì tờ phú vụ thái độ. Cà phê trà xanh và cappuccino. Lưu trà cà phê và cappuccino. Mình cũng thấy vậy. 我也觉得. Buổi sáng đi. 上午去. Nói chuyện phiếm đến rất muộn mới ăn cơm. Lão đảo hẳn hoãn sái chư phản. Vị bằng hữu đó, người bạn đó. Na wei peng yu. Nei wei peng yu.